Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, lời đầu tiên cho phép Thầy tán thán tinh thần học pháp của đại chúng. Các vị thật là tinh tấn. Môn học này là một môn khó học, nhưng các vị tham dự rất là đông đủ, điều đặn. Đây là một tinh thần cầu học không thối chuyến. Xin tán thán công đức của các vị rất nhiều. Chúng ta có thể nói rằng một người nào học Phật Pháp mà chưa có thông hiểu được A Tỳ Đạt Ma câu xá luận, người ấy chưa được gọi là hiểu được Tam Tạng Thánh Giáo của Như Lai. Vì sao? Vì A Tỳ Đạt Ma Câu Xá là một bộ bách khoa toàn thư giải thích toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan, nghiệp lực một cách siêu việt của Phật giáo. Vì vậy, ai không có kinh qua được một lần A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, người ấy chưa có thể tự tuyên bố rằng ta đã hiểu được Tam Tạng Thánh Giáo của Như Lai. Những lời tuyên bố này không phải là vì quá cung kính tôn trọng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, mà chúng ta tuyên bố với thần kinh bị kích thích bởi sự ngẫu hứng, mà nó được tuyên bố bằng trí tuệ nhận thức của các bậc thức giả. Để học được môn này thật sự rất khó khăn. Ở tại Tây Tạng, với một khóa học 16 năm Phật Pháp tại Hy Mã Lạp Sơn, người ta phải trải qua 12 năm Phật Pháp cơ bản, giống như là 12 năm học phổ thông. Rồi năm thứ 13, thứ 14, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, người ta học suốt 2 năm mới xong được A Tỳ Đạt Ma Câu Xá. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta có chương trình Phật học 10 năm, bởi vì trong hoàn cảnh rất là eo hẹp về thời gian và điều kiện. Nhưng để đến với tập thứ tư của A Tỳ Đạt Ma Câu Xá thì chúng ta vẫn phải trải qua trên 7 năm học Phật Pháp. Nếu như trước đây ai đã từng học 7 năm Phật Pháp tại Diệt Phật Bồ Đề Phật Quốc, thì hôm nay đến năm thứ 8, chúng ta sẽ thấy A Tỳ Đạt Ma Câu Xá với những giáo nghĩa này, chúng ta giống như là cá mà bơi trong biển đại dương. Chúng ta sẽ có hạnh phúc vô tận ở trong cảnh giới này. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng những người nào học sâu chúng ta mất phần công đức. Chúng ta hiểu rằng giáo pháp Như Lai thật kỳ diệu, cũng giống như biển báu, một ai đã lội vào tất không về với bàn tay không. Tất nhiên trên tay chúng ta ít nhiều cũng sẽ có được của báu. Vì vậy cho nên chúng ta dừng lại trong giây lát để lắng nghe A Tỳ Đạt Ma Câu Xá thì chúng ta cũng đã thành tựu được công đức rất là to lớn rồi. Con người ta không ai muốn tự hại mình, nhưng vì chúng ta quá ư là ngu hoặc, thành ra cứ làm những việc tự gây hại mình mà chúng ta còn say sưa ở trong đó. Đó là một điều rất đáng tiếc. Hôm nay xin mời các vị lật ra trang số 370, chúng ta tìm hiểu với nội dung là Hiện Quán Thánh Đế. Hiện Quán Thánh Đế. Mục đầu tiên chúng ta thấy đó là sát na hiện quán. Sát na hiện quán. Học cái nào không biết thì phải ghi xuống, phải chiêm nghiệm, đừng có lơ là. Đừng lơ là. Chúng ta ngồi nghe tưởng chừng như mình hiểu.
tưởng chừng như là mình thông suốt. Nhưng thực sự mà nói, tới khi chúng ta rời khỏi lớp học rồi thì chúng ta sẽ không còn nhớ gì nữa đâu. Và chúng ta tự biến mình thành một loại trí tuệ bắp vế. Giống như hạt đậu bỏ trên bắp vế, đứng dậy hạt đậu rớt xuống. Do vậy cho nên chúng ta phải có tài liệu, phải có tài liệu. Chúng ta cố gắng là thỉnh tài liệu, mua tài liệu để chúng ta học. Sát na là gì? Sát na là một cái thuật ngữ chỉ về thời gian. Phải vậy không? Và trong một cái thời gian nháy mắt, nó có 10, nó có 20 sát na. Như vậy, một sát na được gọi là một tích tắc bằng 1/20 cái nháy mắt. Cho nên thuật ngữ sát na được xem là một cái đơn vị thời gian tích tắc ngắn nhất mà Phật giáo thường sử dụng. Sát na hiện quán. Hiện quán tức là thực sự mà nói, ví dụ như thế này, đây là hiện tại. Thì thưa các vị, bây giờ là hiện tại, thì giây phút đã qua gọi là quá khứ, mà giây phút chưa đến gọi là tương lai. Thực sự ý nghĩa tồn tại của chúng ta chỉ có giây phút này mà thôi. Những cái gì trước đây một phút thôi không phải là của chúng ta nữa, bởi vì nó là quá khứ. Nó là những cái hành nghiệp, nó có tác dụng, tác động tới sự tồn tại của chúng ta trong hiện tại, nhưng nó đã thuộc quá khứ. Và tương lai thì chưa xảy đến, cho nên sự tồn tại đích thực của chúng ta chỉ trong một sát na hiện tại này mà thôi. Và chúng ta làm bất cứ một việc gì cũng là một sát na hiện tại thôi, không có thêm một sát na nào khác nữa. Vậy thì hiện quán thánh đế nó gồm có bao nhiêu tâm? Đó là có 16 tâm. 16 tâm để chúng ta hiểu, đó là màu sắc của 16 tâm. Hiện quán tức là ngay trong giây phút hiện tại này chúng ta nhận thức về tứ thánh đế. Đó gọi là hiện quán tứ thánh đế, hay là hiện quán thánh đế nội tắc. Mà thánh đế có bao nhiêu hành tướng? Có 16 hành tướng. Khổ đế có mấy hành tướng? 4 hành tướng gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã. Khi chúng ta đem tâm quan sát vô thường thì tâm đó mang màu sắc hiện quán vô thường. Khi tâm đem quán sát về khổ thì tâm đó hiện ra màu sắc hiện quán khổ. Đúng vậy không? Khi tâm truy tìm xem bản thể của mọi hiện tượng nó như thế nào, chúng ta thấy nó là những yếu tố nương tựa vào nhau mà tồn tại. Bản thể của nó là không, cho nên nó gọi là không. Trong tâm đó gọi là hiện quán khổ đế, màu sắc nó là không, bản chất là không. Và không có ai tạo ra, không có một tác giả, nó là một chuỗi dài duyên khởi trung trùng. Như vậy ở trong đây gọi là vô thường, khổ, không và vô ngã. Chúng ta đem tâm của mình quán vượt 4 hình tướng đó, đó gọi là quán về khổ đế. Quán về khổ đế. Được chưa hả? Rồi tới hành tướng thứ hai về mặt tập đế, đó là gì? Gì? Nhân, tập, sinh, duyên. Trong năng lực của tích tập, của nhân, của sinh, của duyên, nó là nguyên nhân sinh ra mọi thống khổ. Đây gọi là gì? Là tập đế. Rồi khi chúng ta chiêm nghiệm về những trạng thái sau khi chấm dứt khổ đau, tức là khổ đau không còn có mặt nữa, thì lúc đó tâm của chúng ta nó có hình tướng như thế nào? Tỉnh, diệt, tỉnh, diệu, ly.
diệt, tức là diệt hết tất cả mọi cái niệm niệm sinh diệt, phải không? Tỉnh tức là vắng lặng, phải không? Diệu tức là gì? Là sự mầu nhiệm trong đó có thể lưu xuất ra vô lượng công đức. Và ly tức là gì? Là ly xả, ly nhiễm ở trong tam giới. Đó là cảnh giới, đó là niết bàn. Như vậy thì đó là bốn hành tướng của diệt đế. Còn đạo đế thì có mấy hành tướng? Bốn hành tướng: đạo, như, hành, xuất. Thầy nói điều này là sự lặp lại tới lần thứ bảy. Và cố tình lặp lại lần thứ bảy như vậy để cho chúng ta ai không có khả năng nhớ có thể nhớ được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta dùng cái tâm quán chiếu về hành tướng nào thì nó ra màu sắc của hành tướng đó. Cho nên ở đây gọi là 16 tâm. Hiểu 16 tâm chưa? Theo thứ tự như vậy, hiện quán Thánh Đế có 16 tâm. Các vị khác cho rằng các Thánh Đế duy trì một hiện quán. Có một số vị luận sư họ nói rằng là chỉ có một hiện quán thôi. Vì sao họ nói như vậy? Bởi vì họ nói rằng một hiện quán chứ không thể nào có hai hiện quán một lúc được. Chẳng hạn như họ quán về khổ thì chỉ là khổ thôi, hoặc là quán người tập là tập thôi, chứ không thể nào cả khổ và tập chung một chỗ được. Người ta nói như vậy hả? Người ta nói vẫn có lý phải không? Ngày xưa lúc bây giờ còn nhỏ đi học võ, có ông thầy võ sư nói rằng là con đánh một người con có sợ không? Nói dạ con không sợ. Ông thầy võ sư nói nếu như 10 người con sợ không? Nói dạ không. Ông hỏi 100 người con sợ không? Nói dạ không. Ông hỏi tại sao con không sợ 100 người? Lúc đó thầy cũng có cái suy nghĩ gần giống như cái suy nghĩ này. Thầy nói rằng thưa thầy, con đánh một người chỉ 100 người, thực sự con cũng chỉ đánh một cái thôi. Không thể nào con mọc ra 100 cái tay để đánh 100 người, mà thực sự con chỉ đánh được là một người, một người, một người và một người mà thôi. Đúng vậy không ạ? Đúng không? À, và do vậy cho nên khái niệm 100 người nó không trở thành áp lực ở trong đầu của mình. Và mình chỉ đối diện được có một người thôi. Vì vậy cho nên cái tâm mình quán chiếu nói rằng 16 tâm quá nhiều, nhưng thực ra chúng ta chỉ có một tâm quán chiếu một hành tướng thôi. Đúng chưa hả? Cho nên đó cũng là một cách luận lý mà có một số luận sư nói như vậy. Nhưng mà luận chủ thì nói rằng là ý thú này nên xem xét lại. Bởi vì trong các thánh đế hiện quán được nói một cách không có phân biệt. Không phân biệt. Vì sao? Bởi vì nó có ba. Đó là kiến, sở duyên và sự. Đến đây chúng ta thấy luận chủ nêu trường hợp này ra cho chúng ta học hiện quán một cách chi tiết. Còn nếu như trong tâm mà thường sinh trí tuệ như lục tổ hộ năng thì một câu kinh ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài đã giác ngộ. Còn trong tâm chúng ta thật là yếu đuối, chúng ta thực sự thật là yếu đuối và dễ bị tổn thương. Sao gọi là thật yếu đuối? Bởi vì trước nghịch cảnh trong gai chúng ta thường sợ hãi và chúng ta thường sinh phiền não. Và sao gọi là dễ bị tổn thương? Bởi vì chỉ cần gặp nghịch cảnh, tâm của chúng ta thấy mình lo lắng và đau khổ. Cho nên rõ ràng tâm của chúng ta thật là yếu đuối và dễ tổn thương. Có mấy Phật tử thấy thầy đau lo cho thầy, thầy nói đừng lo cho thầy. Họ nghĩ rằng thầy an ủi bình thường, nhưng thực sự mà nói thầy đã biết chăm sóc tâm của mình, còn các vị chưa biết chăm sóc tâm của các vị. Cho nên thầy bảo đừng lo cho thầy, tức là mong rằng các vị hãy biết tự chăm sóc tâm của mình. Tâm của mình nó thường hay khởi phiền não, nó khởi sự oán hờn,
mà nó không khởi sự trang nghiêm thanh tịnh. Một người làm một cái việc có ý nghĩa cao đẹp, nhưng ở trong mắt của mình thì nó lại biến thành một cái ý nghĩa thấp hèn. Tâm đó là một tâm gì? Điên đảo tác ý. Người hành điên đảo tác ý là người tự đoạn thiện căn. Cho nên gọi là tâm yếu đuối, dễ bị tổn thương. Có đúng vậy không à? Thành ra khi chúng ta chăm sóc tâm của mình, chúng ta mới thấy được là mình yếu đuối tới mức nào và dễ tổn thương tới mức nào. Vì vậy cho nên chúng ta không phải như Đức Lục Tổ Huệ Năng. Ngài nghe câu kinh giác ngộ ngay. Chúng ta nghe ngàn câu mà chẳng giác chẳng ngộ gì cả, khiêng cũng không nói luôn. Cho nên ở đây luận chủ đưa ra ba trường hợp hiện quán. Đó là kiến hiện quán, sở duyên hiện quán và sự hiện quán. Kiến hiện quán, sở duyên hiện quán và sự hiện quán. Những thuật ngữ này chúng ta mới học Phật, chúng ta nghe nó chưa quen tai. Nhưng mà thực sự chúng ta học triết học nào cũng có những số thuật ngữ của nó, buộc chúng ta phải làm quen mà thôi. Một người không biết viết chữ Hán, thấy chữ Hán nó ngoằn nghèo, quá nhiều nét. Nhưng người đã biết viết rồi thì một cái chữ thật là nhiều nét, hai mươi mấy nét với cái chữ một nét cũng giống nhau mà thôi. Có đúng không thưa quý vị? Nhiều người họ dối tiếng Anh thì lúc bây giờ là chỉ cần phát âm lên thì tự nhiên họ viết một hơi ra đầy đủ hết các cái ký tự trong đó. Còn thầy Quyền Châu thì nhìn cái chữ viết lại chưa nên. Chúng ta thấy không ạ? Tức là khi chúng ta đã quen rồi thì lúc đó rất là bình thường. Một ký tự và nhiều ký tự cũng như nhau rồi thôi, không có gì hết. Bởi vậy cho nên khi chúng ta thực tập trong tu tập, chúng ta quán chiếu học thuật ngữ nó sẽ quen, chứ chúng ta không thể nào sửa lại được. Mình bị dưỡng cái thời tiết bệnh, người ta nói là cái chữ gì hả? Chữ Agri ha? Agri phải không? Thầy không có thích nghe cái chữ đó, nói chữ khác. Dị ứng ha? Ôi, nghe nói sao dị ứng dữ ta? Nghĩa nào đây? Cho nên thưa quý vị, chúng ta không thể nói rằng là thích hay không thích. Chúng ta đã học là chúng ta phải tập hiểu nó, đúng không hả? Cho nên không nói thích hay không thích gì cả. Bây giờ ngôn ngữ đó chỉ là cái ký tự mà người xưa họ quy ước, thì chúng ta cứ tập làm quen với cái quy ước vậy thôi. Trong lý nào chúng ta đi lấy hết bao nhiêu cái thuật ngữ ở trong tiếng Anh đó, chúng ta thay hết bằng những tiếng Việt mà nói tới cái dị ứng gì đó không thích nghe nữa thì sao? Nói chữ nào nó dễ hiểu hơn chút thì không có thầy giáo nào dạy được cho chúng ta, đúng vậy không? Vì vậy cho nên nói tới quán bốn thanh đế nó có ba trường hợp, đó là kiến hiện quán, sở duyên hiện quán và sự hiện quán. Học theo cách của thầy Quyền Châu là cách hay lúa linh tính ấy, là không có muốn nhớ nhiều. Vì vậy cho nên chỉ cần là kiến, sở duyên và gì? Sợ. Đúng không? Như vậy thì bằng tuệ vô lậu chứng nghiệm các thánh đế, đó gọi là kiến hiện quang. Tại sao giải thích 16 hành tướng của bốn thánh đế? Bằng tuệ vô lậu, tức là bằng một trí tuệ khách quan. Không, trí tuệ này nó không có bị chi phối bởi những trạng thái tâm lý tiêu cực như là sự tức giận, buồn phiền hay là cực đoan trong suy nghĩ, mà chúng ta bằng một nhận thức hết sức là khách quan, chúng ta thấy vạn vật đều thay đổi. Chúng ta gọi đó là vô thường. Và nó vô thường, đặc tính của nó đỡ lại, đó là thống khổ. Cho nên chúng ta gọi là gì? Là khổ.
vô thường khổ. Như vậy bằng trí tuệ khách quan, chứ chúng ta không thể nói rằng là trên đời này nó là gì? Nó có cái thường nhưng có cái vô thường, có cái vô thường nhưng cũng có cái thường. Chẳng hạn như đây là một tiểu ngã, cho nên sinh sinh diệt diệt là vô thường. Còn có một cái đại ngã tồn tại bất biến, sau khi chết đi nó hòa nhập trở thành một đại ngã, cho nên đó gọi là gì? Đó là thường. Cho nên có cái vô thường, có cái thường. Cái trạng thái này là một sự suy diễn bởi những tâm lý cực đoan. Thực ra vạn vật đã có sinh ra phải chịu sự hủy diệt, đó là một định luật tất yếu. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là dùng trí tuệ khách quan, trí tuệ mà không bị chi phối bởi tham dục, sân nhớ, hôn trầm thị miên, trạo cư ác tác và nghi, không bị chi phối bởi những tâm lý cực đoan đó. Để chi? Để chúng ta dùng một cái đô mắc là vô tham, vô sân, vô si, một cách khách quan như vậy, để chúng ta chiêm nghiệm về 16 hành tướng. Thì chúng ta nghĩ xem là chúng ta có thể thành tựu được một loại trí tuệ nhận thức như thật hay không? Có đúng vậy không? Khi chúng ta không biết cuộc đời là khổ, chúng ta dùng đôi mắt của mình, trí tuệ của mình để chúng ta chiêm nghiệm xem sự khổ nó như thế nào, rồi chúng ta tìm nguyên nhân của nó từ đâu sinh ra. Chúng ta bằng trí tuệ như vậy, chúng ta chiêm nghiệm như vậy, một ngày hai ngày học hỏi, tìm hiểu, nghiền ngẫm, như vậy chúng ta có thành tựu là nhãn, là trí, là minh, là giác hay không? Đó. Như vậy thì ở đây rõ ràng chúng ta dùng trí tuệ vô lậu quán 16 hành tướng, đây gọi là kiến hiện quán. Được chưa hả? Kiến hiện quán này là một cái điều kiện bắt buộc cho tất cả mọi người quán pháp. Mà tâm ở trong quán pháp thì nó sẽ dẫn tới là vô lậu giải thoát. Được chưa? Rồi tới phương diện thứ hai, cũng bằng tuệ vô lậu và các pháp liên hệ với nó. Như là gì? Như là thọ, là tướng, là hành, là thức mà chứng nghiệm các thánh đế, đó gọi là sở duyên hiện quán. Như vậy sở duyên hiện quán là như thế nào? Cho một thí dụ, chẳng hạn như chúng ta muốn đi tìm kiếm một việc làm, ngày mai kinh tế gia đình nó thiếu thốn, nhưng hôm nay thu nhập của chúng ta là đi vào trạng thái khó khăn, và chúng ta có cảm giác như thế nào? Hả? Có phải chúng ta có cảm giác lo lắng, buồn phiền, thống khổ, phải vậy không? Như vậy thì ở đây cái thọ đó là như thật, có đúng vậy không hả? Ví dụ ha, ví dụ như chúng ta leo lên trên mái nhà, chúng ta sơ ý, chúng ta dậm cái chân xuống cái trần nhà, cái trần nhà nó lún lỗ. Lúc đó tâm chúng ta thọ cái gì? Hả? Thọ cái gì hả? Một người có trách nhiệm, người ấy ít nhất là họ thọ cái gì? Họ thọ cái cảm giác hối hận. Tại sao mình lại sơ ý để tạo ra sự tổn hại vật chất như vậy? Có đúng vậy không? Nếu như cái vật đó của chùa thì chúng ta biết rằng nhất định nó phải được sử dụng cái tài sản của thí chủ cúng dường để mới có thể tu bổ lại được. Thì trong tâm chúng ta sẽ thọ sự hối hận, đúng không ạ? Nhưng mà có người thì không có hối hận, họ cười một cách rất bình thường. Người này là người sao? Hả? Cái thọ đó là gì? Là thọ vô trách nhiệm, là một cái thọ chưa có trưởng thành.
Sự thật nó không có gì đáng để cười, nhưng mà chúng ta cười một cách vui, đây gọi là điên đảo tác ý. Hiểu chữ điên đảo tác ý chưa? Người điên đảo tác ý tức là tự đoạn thiện căn. Hành điên đảo tác ý tức tự đoạn thiện căn, kinh điển nói đàng hoàng. Đó chưa hả? À, như vậy muốn nuôi dưỡng thiện căn là phải gì? Như lý tác ý. Tuy mình chọn một cách mình ứng xử, mình làm việc, đây gọi là như lý tác ý, là xây dựng được thiện căn. À, nhưng cũng có người quán vô thường và thấy tại sao nhiều người họ tham quá, cho nên mình thấy giật chót cái phù du. Bây giờ cho nên giảm nó thủng cái lỗ. Ô, dặn giật vô thường bình thường, không có chuyện gì, dưng dưng như không. Những người này phải cho họ đi làm thuê làm mướn, để họ hiểu được tài sản tạo ra rất là khó nhọc, không thể nào dưng dưng làm một người phá hoại. Mà họ gì? Họ lấp bởi cái công phu tu tập, cho nên cái đó không có công đức, mà họ nghĩ đó là công đức. Và họ hoan hỷ trước một cái vật bị hư, cho nên họ bị gì? Bị điên đảo, sai trái. Và nếu như họ vui vẻ trong đó nữa, thì nó ba lớp chất chồng lên trên tâm của họ. Và tâm đó là tâm gì? Hả? Tâm ngu triền thượng phẩm. Hiểu chưa hả? Nó lớp lớp như vậy, mình cứ chiêm nghiệm mình như vậy á, là mình thấy mình đang đứng chỗ nào. Tu tập không thấy tới chỗ đó, chưa có thể gọi là biến tri. Mà không biến tri thì tất nhiên không thể đoạn trừ. Dầu anh nói gì nói là chuyện của anh, nhưng anh không thể nào thành tựu khả năng đoạn trừ. Mà người không có đoạn trừ thì ở trong sanh tử tất nhiên phải chịu thọ khổ dài lâu. Giáo pháp của Phật thật là khách quan như vậy, không phải là một cái gì trừu tượng tới mức là chúng ta không hiểu. Như vậy thì ở đây chúng ta có cảm giác như thế nào? Hiện tại các vị đang ngồi học ở đây, có ai có cảm giác chán không? Chưa chán, nó từ 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 nó mệt, nó sẽ chán, đúng vậy không? À, như vậy thì ở đây á, chúng ta bằng trí tuệ như thật, chúng ta thấy mình có chán không? Không, tức là mình chưa chán thôi, hay là mình không có chán ở hiện tại. Nhưng có người nào mà chán mà nói rằng không không? Nếu như mình nói mình có chán, mình nói không, đó là mình lịch sự, không muốn người khác thấy buồn, khó chịu, hoặc là người khác thấy kỳ quá, học giáo pháp sao lại chán. Mình nghĩ như vậy thôi. Nhưng thực sự mà nói á, lúc đó mình đánh giá cái thọ của mình nó chán mà mình nói không, cái thọ đó mình đánh giá không chính xác. Nếu như có chính xác mà mình tuyên bố lại không chính xác. Do vì tuyên bố không chính xác như vậy, vì sao mà phải nói như thế? Bởi vì mình sợ người ta khi dễ mình, như vậy mình là bị cái gì chi phối? Tham danh, đúng vậy không? Và một khi tham nó đã chi phối thì tâm đó không phải là tâm vô lậu, mà tâm bị tham chi phối. Cho nên bằng tuệ vô lậu, cái tuệ đó là tuệ tham, không phải tuệ vô lậu. Hiểu chưa hả? Cho nên để ý cái tuệ nào, tuệ mình nó vô lậu hay là nó do tham, do sân, do si. Cô ơi, cô đừng có nói nóng, thưa thầy phải nóng chứ, không nóng sao được. Như vậy thì sao? Đây gọi là tuệ sân. Nó suy nghĩ, nó tính toán, nhưng mà nó sân. Hiểu được không ạ? Các liên hệ với nó như là thọ. Cái chữ này ý nói cái gì? Ý nói rằng là khi chúng ta bằng trí tuệ vô lậu quán chiếu về tứ thánh đế, và khi chúng ta quán khổ thì chúng ta cảm nhận nó khổ. Nó khổ thật sự, chứ không phải chúng ta quán khổ mà ngày mai chúng ta mới biết khổ. Hoặc là hiện giờ chúng ta quán khổ, nhưng mà
chúng ta thấy nó hạnh phúc. Không có chuyện đó. Quán khổ như thật biết khổ. À, quán cái gì? Không như thật biết không. Hiểu chưa hả? Trong trạng thái quán như vậy, đó là những loại thọ và anh ô. Thì ra lâu nay mình không để ý. Chứ thực ra con người chúng ta nên uống là giả hợp. Nó không phải là một tự ngã trường tồn. Vì vậy cho nên cảm giác của chúng ta nó khác ngày xưa. Hoặc giả chúng ta đến với đạo, nó có tính năng đạo như hành xuất. Trong tâm chúng ta thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày học đạo, mình thấy mình mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Hình như mình tiến bộ hơn. Và do vậy cho nên á, mình hiểu, mình có cái cảm giác thật là an ổn. Cách đây mấy ngày, có một cô Phật tử đến đây và nói rằng: thưa thầy, con hôm nay 66 tuổi, con ở Mỹ trên 40 năm, con làm được tiền bạc, thích đi cúng dường chùa này chùa kia, việc này việc nọ, mà không có màng đến việc học giáo pháp. Nhưng rồi nhờ Bộ Đạo Phật Quốc TV mà con vừa làm việc ở tại nhà và con nghe 5-6 giờ đồng hồ một ngày. Hình như bây giờ con đã thấy ra được một chút ý nghĩa và đạo là gì. Ở trong tâm con nó thật là thoải mái, thật là sung sướng. Và con mới ngộ ra một câu là: đi đâu lên quanh cho đời mỏi mệt. Tại vì hồi giờ cứ đi lên quanh, đi hoài. Đi đâu? Đi hoài. Đi đâu lên quanh? Đi tới đi lui, dẫn lên quanh trong ba cõi, cho đời mỏi mệt. Và hôm nay con xin về để được đánh lễ thầy, và con mong muốn là được thầy dẫn dắt chỉ dạy cho con học tập. Trước tiên con sẽ học ở Bồ Đề Phật Quốc TV, và con sẽ thu xếp thời gian rủ rê bạn bè để tham gia các khóa học ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Như vậy người này họ đến với đạo, họ thấy đạo là như thật, như đạo, như hành xuất. Có đúng vậy không? Và ở trong tâm vô lậu của họ, bằng tuệ vô lậu, họ quán chiếu, họ lắng nghe, họ hiểu ra, cho nên họ thấy an ổn, dễ chịu, thích thú. Những trạng thái tâm lý như vậy á, chúng ta xem đó là gì? Đó là sở duyên hiện quán. Vậy thì bằng tuệ vô lậu mà quán hành tướng 16 hành tướng của Tứ Thánh Đế, chúng ta gọi là gì? Kiến hiện quán. Còn chúng ta quán những cái cảm giác mà nó liên đới tới cái quá trình 16 hành tướng đó, khi tiếp xúc 16 hành tướng đó, quán cái cảm giác đó, cái cảm giác đó chúng ta nhìn nhận như thật, thì đây gọi là gì hả? Sở duyên. Hiểu chưa? Sở duyên chưa? Cho nên quán ngồi chân tướng và cái cảm giác nó đỡ lại, chúng ta cũng nhận ra rõ là nó như thế nào. Được chưa? À, rồi tới phương diện thứ ba, bằng tuệ vô lậu cùng các pháp tương ưng và không tương ưng với tuệ, như là giới, sinh mà chứng nghiệm các thánh đế, đó gọi là sự hiện quán. Câu này đọc có hiểu gì không? Có chữ đọc được không? Có ai dốt chữ không? Nếu dốt chữ thầy đọc phụ cho. Đó là bằng tuệ vô lậu cùng các pháp tương ưng và không tương ưng. Với tuệ như là gì? Giới, sinh mà chứng nghiệm các thánh đế, đó gọi là sự hiện quán. Có chữ đọc rồi, nghe rồi vẫn không hiểu. Chúng ta cần phải học một chút. Chúng ta thấy cái chữ giới này là gì? Chữ giới này là chỉ cho giới vô lậu của Đức Như Lai. Nó sinh ra từ trong trạng thái vô biểu sắc. Ví dụ như thế này, chúng ta đối diện
với một chú sa di. Chúng ta nói rằng, xin chú làm chứng cho, tôi nguyện trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và trọn đời không sát sinh. Họ nói như vậy tức là sao? Tức là một người làm chứng và trong tâm của họ hình thành một cái suy nghĩ là trọn đời, tức là từ hôm nay cho tới khi tắt thở, có đúng vậy không? Đó gọi là trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và trọn đời là gì? Không sát sinh là nói tắt, nhưng mà phải nói đủ, nói năm giới. Trong kinh thường nói là cho đến không sát sinh là hiểu rằng nghĩa là gì? Là cả năm giới. Như vậy ở trong tâm của người này bắt đầu nó hình thành một cái lằn ranh trong sinh hoạt và ứng xử. Nếu như anh ta tuyên bố như vậy rồi, có chú sa di làm chứng rồi, bây giờ có người nào đó rủ anh ta đi quy y thiên thần quý vật, anh có đi không? Tại sao không? Vâng, bởi vì cái khái niệm cái lằn ranh nó đã hình thành trong tâm. Vô biểu tức là không có hình tướng, nhưng mà nó vẫn có cái lờ lối, có cái lằn ranh. Không ai thấy được cái lằn ranh này hết, nhưng mà mình biết nó có. Đây gọi là vô biểu sắc. Hiểu chưa hả? Vô biểu sắc giới nó được nhận thức như vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta tu tập, chúng ta nhìn xem. Ví dụ như một người họ tu tập thật là trang nghiêm, thanh tịnh, tự nhiên họ ngẫu hứng lý qua cầu, cái họ sao? Họ khởi dục tà hành, họ làm cho gia đình của họ trở nên là xào xáo, khổ đau, thất vọng. Thì thưa các vị, chúng ta nhìn xem, chúng ta nhìn một người như vậy, nhìn thấy như vậy, nó liên hệ tới giới, và chúng ta thấy họ thọ khổ là bởi vì họ vi phạm trong những giới điều, đúng vậy không? Và chúng ta thấy một người họ sám hối, họ phát tâm, họ giữ giới và họ sống càng ngày càng trang nghiêm, cho nên ai thấy họ cũng sinh tâm là kính mộ. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Và lúc đó chúng ta có thể nói rằng là gì hả? Rõ ràng người này là người mà giữ được thánh giới của Như Lai, cho nên họ ở trong cái kiếp sinh trụ dị diệt nó an lành. Mà ở trong kinh nói rằng, này các tỳ kheo, ta thấy có hữu tình. Hữu tình là loài có tình thức, không phân biệt con người hay con gì cả. Ta thấy có hữu tình, ta thấy có hữu tình. Giết hại, sống vi phạm trong các điều ác, lấy của không cho, dục tà hành, nói dối và say sưa, say xỉn. Như vậy người ấy sống ở đời bị các bậc hiền trí quở trách. Ta thấy sau khi thân hoại mạng chung, họ bị đọa vào ác thú, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên ta gọi, câu nói rất hay, Phật không bao giờ áp đặt ai hết. Ta gọi là nói như vậy, ta đặt tên như vậy thôi. Đạo Phật chúng ta hết sức là khách quan, chúng ta không nên giải thích đạo Phật với một cái dạng thái giáo điều. Người ta gọi, ta gọi đó là người phạm giới. Phạm tức là vi phạm vào cái ranh giới, tại vì họ bước qua cái ranh giới xấu, cho nên họ thọ cái quả này. Và chúng ta bằng trí tuệ vô lậu, chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc đời
và 16 hành tướng. Mà tất cả những hành tướng này nó liên quan tới giới, nó liên quan tới những trạng thái sinh trụ dị diệt. Những điều đó nó không có tương ứng tới trí tuệ gì cả, nó chỉ có tương ứng tới gì, những giáo điều thôi. Hiểu chưa hả? Hả? Và đó gọi là sự hiện quang. Các vị hiểu chữ sự hiện quang chưa hả? À, thầy nỗ lực giải thích cho các vị hiểu thế nào gọi là sự hiện quang. Sự hiện quang là một cái trạng thái, ví dụ như thế này: một người họ phạm như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, họ đọa vào ác thú. Đó gọi là sinh trụ dị diệt, bốn hành tướng của thời gian. Sự hiện là sự tướng mà. Hiểu chưa hả? Vì vậy cho nên đem dùng trí tuệ như thật của mình một cách khách quan, chiêm nghiệm 16 hành tướng của bốn thanh đế, đây gọi là kiến hiện quán. Thứ hai là khi thực hiện kiến hiện quán như vậy, nó có những cái trạng thái cảm thọ, những cái khái niệm gọi là thọ tướng hành thức như thế nào liên quan tới 16 hành tướng đó, thì chúng ta gọi là gì? Sở duyên hiện quán. Và chúng ta đôi khi không cần dùng kiến, dùng sở duyên gì cả, chúng ta chỉ có dùng giới thôi. Và chúng ta thấy rằng là những người nào vi phạm thì nó sẽ bị đọa đày như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu là nó đọa tới mức nào. Ví dụ như thế này: một vị thầy, người ta cúng dường cho tiền để làm lễ trai tăng. Vị thầy thấy rằng ở trong chùa thiếu thốn, tăng chúng cần có tàng kinh cát để học tập. Vì thế mà sử dụng cái tiền cúng dường cho chư tăng đó đem xây dựng tàng kinh cát. Xây xong rồi, vị thầy thân hoại mạng chung, thần thức đi đâu? Hả? Đi vô trong địa ngục. Đi tới bao giờ mới hết? Hả? À, vâng đúng rồi, tới khi nào tàn kinh cát nó hủy hoại đi. Và vị thầy này ở trong địa ngục phải báo mộng nhờ một cái vị tăng khác đem tháo dỡ tàn kinh cát bán đi, lấy tiền cúng dường lại cho chư tăng, thì mới có thể giúp cho vị thầy này giải thoát. Câu chuyện nó đã nhớ chưa? Cỡ nhiều lần rồi phải không? Nhưng mà chúng ta có phạm không? Phạm mà chúng ta có biết đâu? Không biết cho nên nghĩ mình không có phạm. Ví dụ như mẹ mình để dành tiền dặn mình á là cúng dường cho chư tăng, mình đem lấy đi làm chuyện khác, cái đó làm sao? Vô địa ngục là cái chết. Tại sao? Vì tâm của mẹ mình hướng đến tăng mà mình chặn ngang để xài, thì làm sao mình không vô địa ngục? Hiểu không hả? Và người mẹ, những người mẹ còn sống không ngoan, muốn cái gì á viết di chúc, đừng có nói không không. Tự mình không hoàn thành cái di nguyện mà con của mình vô địa ngục, mình quá khờ dại phải không à? À, đến chùa vác cái hũ cốt đi, chẳng cần thưa thầy và cũng chẳng cần thép ca nhang nào để xin. Cái hũ cốt đâu phải rằng á là như cái muốn giật muốn xách đầu xách, đó là phi lễ phi luật. Hiểu không hả? Nhìn thấy kinh hãi, thầy mất ra nhìn thấy kinh hãi. Nhưng mà người hành công việc thì bình thường, còn có quyền làm như vậy, dân có quyền. Hiểu không? Học đạo chúng ta sẽ hiểu rất là khác, rất khác. Cái khác nhau ở chỗ là chúng ta hành được cái hiểu của mình. Đó là một sự khó khăn.
Ở đây các vị hiểu nhiều lắm, có nhiều khi nhớ còn dối hơn thầy. Và các khi thầy nói, chưa nói hay có mắng ý, các vị đã nói trước được rồi. Nhưng mà các làm lúc nào cũng làm sao? Đó là tại sao? Cho nên chúng ta chưa có thật sự sâu sắc ở trong cái hiểu của mình. Chúng ta chưa thật sự là chiêm nghiệm được một cách rõ ràng. Chúng ta chưa kinh hãi trước những quả báo. Thành ra ở đây chúng ta dùng trí tuệ như thật, vô tham, vô sân, vô si, quán chiếu vào 16 hành tướng của bốn thánh đế. Quán chiếu như thật như vậy, nhận ra nó, cảm giác của nó, thọ tưởng hành thức về quá trình quán chiếu này. Và cuối cùng thì sao? Hả? Cuối cùng nói cái gì? Là cuối cùng là đem giới mà so sánh. Có những hữu tình họ không có hiểu nhiều giáo pháp, nhưng mà họ hành trì giới luật thì họ vẫn sinh các cõi trời. Chúng ta đọc ở trong Kinh A Hàm có mẫu chuyện nói về hai cậu cháu. Người cậu có vợ rồi xuất gia, người cháu tại gia giữ năm giới. Người cậu học giáo pháp khắp nơi, người cháu chỉ có giữ giới tại nhà, nuôi vợ nuôi con. Mà khi thân hoại mạng chung, hai người sinh chung chỗ. Tại sao như vậy? Hả? Tại sao? Sao biết người ta không hành? Một người giữ giới, họ sinh trên thiên. Còn một người xuất gia học giáo pháp tùm lum vẫn sinh thiên, sinh chung chỗ. Sao kết quả nó bằng nhau như vậy? Phân tích xem có trả lời được không? Đừng có nhìn thầy rồi nháy. À, cho nên chiêm nghiệm sâu sắc là chúng ta sẽ hiểu rõ trong lòng của mình. Chứ còn đưa ra một câu hỏi như vậy, mình giải thích tương tận được, mình mới gọi là hiểu. À, ví dụ như mình có lỗi, thầy hỏi là con có làm lỗi đó hay không, cô có làm như vậy hay không. Nói rằng là thưa thầy, do như vậy cho nên con mới làm như vậy. Và thầy nói rằng là thầy không hỏi vì sao làm như vậy, hỏi có hay không mà thôi. Nhưng mà thưa thầy, do nó như vậy cho nên con mới làm như vậy. Đây là gì? Đây là ngụy biện trường uống như con lương, đúng không? À, lật kinh ra mà coi, kinh Trường Bộ phẩm Phạm Giống, hình như bài thứ tư trong phẩm Phạm Giống. Thế Tôn nói đến 62 tà kiến, có những loại không nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục nó, mà tìm cách biện bác đông tây, trong tâm ngụy biện trường uống như con lương. Chúng ta thấy mình có bị cái đó không à? Có, ráng bỏ, đừng có trường uống như con lương, thế nào cũng thành con lương. Cho nên trực tâm là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng, thẳng vào vấn đề, nhận thức vấn đề và khắc phục vấn đề nếu như mình có sai. Nói chuyện gì là nói chuyện đó, không có chuyện cần nói không nói đi nói một chuyện khác. Và thầy đang cố nghe là đang nói cái gì, nhưng mà cái vấn đề chính không thay nói lại đi nói những chuyện phụ, chúng ta lại rơi vào một loại tà kiến khác. Chúng sanh có hết thảy 62 tà kiến, trói chặt tâm, trôi lên trong luân hồi. Những điều như vậy á, chúng ta học, chúng ta nghe, thầy không có phải là khiển trách hoặc là nói ai hết nghe. Nhưng mà khi học đạo, chúng ta xem đạo như là tấm gương, và mình hãy lấy cái gương mặt của mình để mình soi lên trên đó,
mình sẽ thấy ra là mình bị chỗ nào và thấy chỗ nào nó khiếm khuyết, mình leo chùi nó đi thì mình cũng sạch sẽ thôi. Phải nhận ra như vậy mới được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có gì? Có ba loại hiện quán rồi phải không? Nhưng một loại sát na hiện quán và loại ba loại hiện quán là nó cụ thể nhất. Thầy phân tích nhiều quá rồi phải không? Bây giờ tiếp tục này. Trong khi chứng hiện, chứng nghiệm khổ đế có đủ ba hiện quán, các thanh đế còn lại chỉ có sự hiện quán do vì đoạn chứng nhà tu. Câu này chúng ta hiểu như thế nào? Trong khi chứng nghiệm khổ đế, khổ đế nó có mấy hành tướng? Bốn. Đó là gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã. Như vậy thì khi chúng ta nhìn lấy đôi mắt của mình, kiến thức của mình, mà chúng ta nhìn dạng vật đều thay đổi, đều vô thường, và tất cả đều bị bênh hoại, cho nên nó đều khổ. Chúng ta hãy nhìn xem như thế nào gọi là có lạc. Không biết lạc nó đến với chúng ta từ phương diện nào, nhưng chúng ta thấy rằng khi lạc nó đến, tâm chúng ta thọ lạc. Khi lạc nó được giữ gìn trong giây lát thì chúng ta vẫn thọ lạc. Nhưng khi lạc nó tan hoại thì chúng ta thọ gì? Thọ khổ. Ngay khi thọ lạc, ba trạng thái lạc sinh, lạc trụ và lạc hoại. Lạc sinh, lạc trụ, có lạc, lạc hoại là khổ rồi. Và trừ cái lạc đó ra, còn tất cả mọi thứ có cái gì lạc hay không? Chẳng có cái gì lạc cả. Do vậy cho nên mới nói rằng là thời gian này các tỳ kheo, đó là sự bênh hoại. Bênh hoại là thời gian, mà bênh hoại là đặc tính thông khổ. Như vậy thì ở đây chúng ta dùng đôi mắt như thật của mình để mình nhìn. Mình nhìn nhá, những cái trạng thái khổ do gì ha? Do sinh, do già, do bệnh, do chết. Do thương nhau mà phải chia lìa, do ghét nhau phải gặp nhau. Đây gọi là tám khổ phải không ạ? Ai dùng đôi mắt như thật tìm hiểu nhiều, người ấy sẽ đạt đến nhãn trí minh giác về lĩnh vực này. Cho nên chúng ta cần cầu nó bù thông minh. Chúng ta dốc dốc học hoài nó cũng biết. Học một đời không, nửa đời không biết, học một đời cũng được. Cũng sẽ biết chút chút. Có đúng vậy không à? Còn chúng ta không học là xong. Và như vậy thì ở đây rõ ràng là chúng ta dùng cái đôi mắt như thật của mình để mình quán và khổ. Nhưng quán khổ như vậy mà khi nó có cái lạc nó quên khổ. Đúng vậy không ạ? Có lạc quên khổ. Đi làm một tháng cho nên nó khổ muốn chết, đường sáng sớm đi làm, đi thiệt xa. Rồi tới chỗ làm người ta ức hiếp đủ điều hết, phiền não vô cùng. Rồi có một cô đi học nói chuyện với thầy, nói thưa thầy á, còn khổ dở sợ lắm. Có tại sao? Bởi vì con lớn con tới Mỹ con đi học, tiếng Anh con nghe không có rõ ràng. Ngày xưa con ráng học đối phó thôi, ai ngờ đâu bây giờ con tới làm việc chung với đứa nhỏ, nó nói tiếng Anh nó nói gì trong cổ nó còn không nghe được. Thành ra nó nổ nạt cái tự nhiên con hết hồn hết nghe luôn. Mà mỗi lần như vậy á con rất khổ, bởi vì một hai lần con sẽ bị mất cái chóp. Cho nên khổ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là quán như vậy là cái quán khổ, quán vừa khổ đế có ba hiện quán. Ba hiện quán phải gồm cái ba hiện quán là gì? Là phải quán cái duyên của nó, cái cảm giác của nó, là mình mới khắc ghi sâu được. Chứ còn nếu như chúng ta khổ một tháng nhưng mà tới ngày chúng ta nhận lương, chúng ta thấy lương thật nhiều á, thì tự nhiên cuộc đời vẫn đẹp sao à. Thành ra tới trạng thái đó chúng ta quên cái khổ đi. Nhưng mà chúng ta thường quán chiếu rằng là cái khổ, cái cảm giác khổ kia nó còn ở trong người chúng ta.
Cho nên phải thêm hiện quán là gì? Sở duyên. Hiện quán, kiến hiện quán rồi phải không? Rồi sở duyên. À, rồi bắt đầu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái người họ giữ chánh giới trang nghiêm, họ làm cũng có tiền mà họ an ổn, còn mình nó không giữ chánh giới, mình làm có tiền, mình lo lắng. Như vậy á, mình cho là giới là sinh trụ dị diệt phải không ạ? Chưa nói đời này không có vui mà đời sau nhiều khi còn đọa sâu hơn nữa. Như vậy thì cái gì đó là gì? Hiện quán thứ ba là gì? Sự hiện quán. Cho nên ở trong khổ đế phải dùng cả ba kiến, sở duyên và sự hiện quán, chúng ta mới thành công. Được chưa hả? Nhưng mà ở trong phương diện khác, chẳng hạn như là tập, diệt và đạo, thì chúng ta không cần như vậy. Mà chúng ta chỉ gì? Chúng ta chỉ có thành tựu được ba điều thôi. Đó là đoạn chứng và tu. Chữ đoạn là gì? Đoạn là đoạn trừ, đừng để cái nhân nó hình thành. À, còn chứng ở đây á, là chúng ta chứng được cái gì? Chúng ta chứng diệt đế. Và gì? Cuối cùng là gì? Tu, tức là chúng ta thực hiện theo đạo đế. Cho nên nói bốn hành tướng nó nhiều, nhưng mà đối với khổ đế thì chúng ta biến tri đoạn. Tập đế chúng ta đoạn trừ, hay gọi là biến tri khổ, đoạn trừ tập, tác chứng diệt và tu tập đạo. Đối với đạo chúng ta tu tập, đối với diệt chúng ta tác chứng, đối với tập chúng ta đoạn trừ, và đối với khổ chúng ta thấu hiểu, gọi là biến tri. Được chưa hả? À, như vậy đó gọi là chúng ta thành tựu các phép quán. Các vị cố gắng học nhớ chỗ này, học nhớ chỗ này. Các cái phòng của chúng ta đã xây gần xong rồi, thầy sẽ nhận vào những cái khóa thiền định, và đây là những kiến thức mà các vị phải thực tập. Ai muốn giải thoát thì thầy sẽ nhốt đầu trở lại, bỏ vô trong phòng, sắp xếp cho ăn cơm, cho nước uống đàng hoàng. Và 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, những khóa thiền sắp tới sẽ được thực hiện. Và đi vào hiện quán thánh đế, viết mấy chữ này đỡ trước mặt, ngồi xuống hạ thủ công phu, chiêm nghiệm một cách sâu sắc để lãnh hội chân lý. Cho nên con đường của chúng ta là con đường thành Phật, chứ không phải là con đường đơn thuần. Và những gì chúng ta học là những gì mà chúng ta đang chuẩn bị tư lương để rồi đi vô thực tập, nó không có còn là mơ hồ nữa. Trân trọng cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngắn đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.